Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng sớm mai, nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có lại những cơn mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và cả Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Sau những cơn mưa thì sáng mai miền Bắc mưa giảm, trời mát mẻ. Đến trưa và chiều mai miền Bắc trở lại với thời tiết ít mưa, nắng ráo. Ở khu vực đồng bằng và một số tỉnh như tại Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên và cả Bắc Giang trở lại với tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố còn lại, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ, trời nóng bức và đến ngày 6 tháng 7 thì nắng nóng sẽ đồng loạt xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp Bắc Bộ. Ở miền Trung sang ngày mai, dọc từ Thanh Hóa trở vào tới tận Phú Yên, tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn khô nóng, vì thế nhiệt độ lại tăng cao. Dự báo mức nhiệt trưa chiều mai ở khu vực này duy trì ở ngưỡng 35 đến 38 độ, riêng một số nơi vùng núi phía Tây nhiệt độ trên 38 độ. Vùng từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận thì không nằm trong vùng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây chỉ ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên vẫn có mưa rông rải rác về chiều và tối, nhưng số điểm mưa vừa, mưa to sẽ ít hơn. Trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, mưa rông vẫn tập trung chủ yếu ở các vùng biển phía Nam, là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa làm cho tầm nhìn giảm thấp chỉ dưới 10 km, nguy cơ kèm theo tố lốc và gió giật nguy hiểm. Còn đối với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn thoáng trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, cả gió Đông Nam và hội tụ gió từ vùng thượng Lào sang đều yếu đi. Miền Bắc trở lại với thời tiết ít mưa, nắng ráo. Riêng ở khu vực đồng bằng và một số tỉnh như tại Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và cả Bắc Giang sẽ trở lại với tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ đều dưới mức 34 độ. Và dự báo thì sang ngày mai, nắng nóng sẽ lại xuất hiện diện rộng ở toàn miền Bắc và sẽ còn duy trì đến hết tuần. Miền Trung lại bắt đầu ngày mới với cái nắng mạnh từ sớm và hôm nay sẽ lại tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung. Mức nhiệt của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay sẽ ở ngưỡng nóng gắt 36 đến 38 độ, một số nơi ở vùng núi phía Tây trên 39 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nắng nóng bớt gắt hơn, nhiệt độ cao 36 đến 37 độ. Còn ở khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và cả Bình Thuận, nhiệt độ hôm nay cao từ 34 đến 36 độ. Không có tác động của các hình thái gây nắng nóng nên lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn khá là dễ chịu với nhiệt độ thấp dưới 23 độ ở Tây Nguyên và dưới 27 độ ở khu vực Nam Bộ. Trong chiều và tối nay, ở phần phía Nam của Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ, mưa rông vẫn xảy ra nhưng ở mức rải rác, lượng mưa thì không lớn, dưới 10 mm.
Còn từ giờ đến chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh giáo có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên trong khoảng từ 30 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ vẫn duy trì từ 33 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, gió Nam đến Đông Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5, mưa rông vài nơi. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa thì gió nhẹ nhưng mưa rông vẫn xảy ra ở mức rải rác, thời gian mưa rông về chiều và tối. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.